Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tử hình bà Trương Mỹ Lan có giảm được tham nhũng hay không? Ngày 22 tháng 4, blog Ngô Nhân Dụng trên VOA Tiếng Việt bình luận bà Trương Mỹ Lan nên phải chết hay nên được sống. Tác giả cho rằng bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình vì bị cáo buộc biển thủ 12 tỷ rưỡi đô la của ngân hàng SCB. Giết một người không thu hồi được những món tiền đã mất mà cũng không chấm dứt được nạn tham nhũng, hối lộ là hậu quả đương nhiên của trong một chế độ độc tài toàn trị. Bà Lan không thể một mình lấy được nhiều tiền như vậy, phải có nhiều người đã che chở và chia chác với bà, nhưng chưa thấy một quan chức cao cấp nào trong đảng và nhà nước bị gọi ra tòa. Tác giả dẫn lời ông Michael Takashi, một quan chức viên tài chính đang hoạt động ở Sài Gòn, nhận xét rằng vụ 12 tỷ rưỡi đô la của bà Lan là một vụ phạm pháp lớn hàng đầu trong lịch sử tài chính thế giới. Bà Trương Mỹ Lan đã đưa nước Việt Nam lên hàng một đại cường quốc về tham nhũng và đây là hình bài trên blog Ngô Nhân Dụng VOA. Tác giả dẫn một số nguồn cho hay, ngoài 12 tỷ rưỡi đô la bị bà Lan bỏ túi, số thiệt hại do bà gây ra cho cả nền kinh tế có thể lên tới 27 tỷ đô la và chính quyền Việt Nam đã phải bỏ ra 24 tỷ đô la để cứu ngân hàng SCB. Đồng thời, chỉ số thị trường chứng khoán VN Index đã tụt xuống mất 33% trong năm 2023 sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào tháng 10 năm 2022. Vụ biển thủ lớn này sẽ khiến các công ty lớn ngoại quốc lo lắng trong ý định chuyển công việc làm ăn từ Trung Quốc vào Việt Nam để tránh đòn quan thuế khi bán hàng qua Mỹ. Họ sẽ dè dạt hơn trước khi quyết định. Tác giả dẫn nhận định của một tuần báo quốc tế. Theo đó, một điều khó hiểu là làm sao một cá nhân có thể đứng ra làm chủ nhiều tài sản như vậy. Hồ sơ tòa án cho thấy bà Lan làm chủ hơn 1.000 căn hộ và nhà cửa ở Sài Gòn. Chuyện chỉ có thể xảy ra nếu được cả nguồn máy đảng và chính quyền bao che. Tác giả đặt vấn đề, nếu bà Lan có thể mua chuộc được cả nhóm 24 thanh tra viên để che giấu các món nợ thất thoát và hồ sơ vay giả mạo, thì 40 ngân hàng lớn khác và những quan chức kiểm tra họ có thể chấp nhận sống ngay thơ lương thiện được hay không? Tác giả dẫn ý kiến của giáo sư Carter, Đại học New South Wales ở Úc chia sẻ rằng, Tôi không thể tin rằng bộ máy đảng và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không có tội và không có liên quan. Và đây là hình bà Trương Mỹ Lan tại tòa sơ thẩm. Tác giả nhận xét, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tấn công nạn tham nhũng với chiến dịch đốt lò, nhưng theo kinh nghiệm ở các nước cộng sản thì không bao giờ ông có thể đốt hết được. Những quan chức cấp cao nhất bị cháy ghế nhưng không chắc đã cháy túi và họ không bị truy tố theo pháp luật. Họ có thể yên ổn hưởng thụ những đồng tiền đã kiếm được. Người lên thay họ cũng không thể ngăn chặn những vụ biển thủ tiếp theo. Theo tác giả, nếu dự án tử hình bà Lan làm cách nào thu hồi lại một phần số tiền biển thủ hơn 12 tỷ đô la, nhiều người muốn bà Lan chết càng sớm càng tốt, vì đó là cách tốt nhất để bịt miệng. Nói rằng giết bà Lan để làm gương, nhờ thế sẽ giảm bớt được tham nhũng, hối lộ, thì điều đó càng không đáng tin. Tác giả đánh giá, chế độ độc tài toàn trị Việt Nam dựa trên lòng trung thành của đảng viên mà không dựa trên pháp luật Họ không đặt ra các quy chế, luật lệ để thưởng những cán bộ có công với cách mạng, mà tưởng thưởng bằng các chức vụ, tức là các cơ hội ăn hối lộ. Đường lối đó làm hại nền kinh tế. Trước hết, vì nhiều người không có khả năng vẫn được sử dụng, tai hại hơn nữa là dung túng tham nhũng, tự nhiên không còn tôn trọng luật pháp. Chế độ pháp trị, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật là căn bản giúp kinh tế phát triển. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tử hình bà Trương Mỹ Lan có giảm được tham nhũng hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thạch Báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có bầu chủ tịch nước trong kỳ họp quốc hội vào tháng 5 tới hay không? BBC Tiếng Việt ngày 21 tháng 4 nêu vấn đề Quốc hội Việt Nam họp vào ngày 20 tháng 5 có bầu luôn chủ tịch nước hay không. Theo đó, kỳ họp thường kỳ sắp tới của Quốc hội khóa 15 là kỳ họp thứ 7 được ấn định vào ngày 20 tháng 5. Hiện chức danh chủ tịch nước cần phải sớm được công bố, trong bối cảnh Việt Nam đang ra sức trấn an các nước và làm nhẹ sự nghi ngại của các nhà đầu tư nước ngoài về tính bất ổn chính trị, khi mà chỉ trong hơn một năm đã có hai chủ tịch nước bị mất chức. BBC nhắc lại, kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa 15 ngày 21 tháng 3 đã xem xét miễn nhiệm chức chủ tịch nước nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Âu Văn Thưởng. BBC cũng đề cập đến quy trình bầu chủ tịch nước như sau. Ủy ban thường vụ Quốc hội trình đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Sau khi được bầu, tân chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức và đây là hình bài trên BBC. Tuy nhiên, BBC cho rằng đấy là quy trình chính thức. Trên thực tế, các sắp xếp trong Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là quyết định và việc bỏ phiếu tại Quốc hội là bước hợp pháp hóa sự sắp xếp ấy của Đảng. BBC cho biết theo quy định của Đảng, ứng viên chủ tịch nước cần phải là đại biểu Quốc hội và tham gia bộ chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Theo đó, các ứng viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch nước hiện nay được cho là Bộ trưởng Công an Tô Lâm Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. BBC dẫn nhận định của giáo sư Abuja từ Đại học National War College tại Mỹ cho rằng, nếu tân chủ tịch nước là Đại tướng Tô Lâm, thì ấn tượng về nhà nước công an trị của Việt Nam càng đậm đà. Tôi nghĩ chúng ta phải xét đến bối cảnh. Chỉ thị mật 24 do Bộ Chính trị Việt Nam công bố hồi tháng 7 gần đây đã bị rò rỉ. Tài liệu này đã nêu quan ngại của Bộ Chính trị về nguy cơ xảy ra cách mạng màu diễn biến hòa bình và tầm quan trọng của đàn áp không chỉ nhằm vào giới bất đồng chính kiến mà còn những đối tượng tình nghi khác xét về mặt hệ thống là nhằm vào xã hội dân sự. Điều này giống tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Và đây là hình những ứng viên cho chức Chủ tịch nước Việt Nam. Chúng ta cũng nên nói đến sự thống trị của quân đội trong nền chính trị của Việt Nam. Đó là sự thống lĩnh của Bộ Công an với Tô Lâm giữ vai trò lãnh đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một cựu sĩ quan tình báo trong Bộ Công an. Có hai ủy viên Bộ Chính trị khác cũng có xuất thân từ Bộ Công an. Nếu tính ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, thì trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay đã có đến 4 người là quan chức trong Bộ Công an. Đây là một điều rất đáng lưu tâm đối với người dân Việt Nam. Giáo sư Abu Zai cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cũng là một ứng viên cho chiếc ghế chủ tịch nước, người mới có một nhiệm kỳ ở Bộ Chính trị. BBC cho biết thêm, chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp tục nóng. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị đã giảm từ 18 xuống còn 14 trong vòng 2 năm qua. Hàng loạt bí thư, chủ tịch tỉnh đã bị bắt giữ trong thời gian gần đây. Dự báo lò của ông Trọng sẽ tiếp tục đổ lửa ít nhất là từ đây cho tới trước đại hội 14 của đảng vào đầu năm 2026. Mới đây nhất vẫn theo BBC, chủ tịch tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng đã bị bắt kéo theo hàng loạt dự án của tập đoàn này bị rà soát. Đã có những đồng đoán trên mạng xã hội về khả năng tập đoàn này vào lò, đồng nghĩa sẽ có thêm củi mới vào lò trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam có bầu chủ tịch nước trong kỳ họp quốc hội vào tháng 5 tới hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới